Chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại bến Bạch Đằng. Hôm nay các bạn hãy cùng mình trải nghiệm buýt sông Sài Gòn nha. Mình đặt vé đi từ ga Bạch Đằng đến ga Bình An. Thời gian di chuyển dự kiến mất khoảng 15 phút trên sông. Để trải nghiệm buýt sông Sài Gòn, các bạn có thể đặt vé trên trang web saigonwaterbus.com. Xếp hàng chưa kêu quậy, con tàu vừa mới tới. Các bạn lưu ý khi đặt vé chiều đi thì nhớ đặt vé ngồi bên trái sẽ ngắm được cảnh các tòa nhà của thành phố nha. Vé đằng sau khá mát, tí hơi ồn một chút. Vì đặt vé trễ nên không còn chỗ ngồi bên trái, tàu chạy được một lúc thì mình ra đằng sau. Cây cầu phía xa xa kia là cầu Ba Son nha các bạn. Đây là chú thuyền trưởng nha các bạn.